Bảo Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lộc để theo dõi những tin tức về giải trí. Ngày hôm nay là buổi chiều của ngày thứ năm, ngày 2 tháng 2 năm 2023. Loan Lộc xin kính chúc quý vị luôn thật nhiều sức khỏe và mọi sự an lành. CDC khuyến cáo ngưng sử dụng thuốc nhỏ mắt Esri do có người tử vong. Tiếp tục vụ kiện Hòa thượng Thích Nguyên Trí, Cụ huynh trưởng chùa Bát Nhã nói rằng chưa bao giờ thấy Hòa thượng Thích Nguyên Trí có hành vi xấu. Người đi xe đạp bị đụng rồi bị đâm chết ở Dana California Một tiệm vàng ở Falls Church, khu Eden Center bị cướp 100.000 đô la Tin từ Vermont, hai đội bóng rổ trường trung học giao đấu Khán giả ẩu đả là một khán giả 60 tuổi thiệt mạng Wisconsin thẩm phán cho xúc tiến vụ kiện tay súng Kyle Rittenhouse bắn chết người biểu tình hồi năm 2020 Texas Bão băng giá làm cúp điện nhiều nơi, đường đóng băng, 7 người thiệt mạng. Một nữ nghị viên bị bắn thiệt mạng trên xe bên ngoài nhà ở New Jersey. Đảng Dân Chủ của California cam kết thông qua luật kiểm soát súng mới. Nhiều dân biểu đang công qua mở hồ sơ luận tội để cắt chức Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas. Ông Kevin McCarthy có hy vọng đạt được thỏa hiệp sau khi gặp Tổng thống Joe Biden để bàn về mức trần nợ con trai tổng thống Biden, Hunter Biden muốn điều tra cộng sự của cựu tổng thống Donald Trump Chân dung cố nữ hoàng Anh sẽ không còn xuất hiện trên tờ tiền 5 đô la của Úc Bắc Hàn tuyên bố các cuộc tập trận của Hoa Kỳ đẩy mạnh tình hình căng thẳng gia tăng đến lằn ranh đỏ Trên Việt Nam, nữ Việt kiều Mỹ bị một người tình trẻ tống tiền hơn 100 lần bằng clip nóng Thưa quý vị, tên đầu tiên của trường ngày hôm nay, CDC khuyến cáo ngưng sử dụng thuốc nhỏ mắt Esri do có người tử vong. CDC khuyến cáo người dân phải ngưng sử dụng sản phẩm nước mắt nhân tạo Esri Care trong lúc điều tra 55 ca nhiễm khuẩn gây mất thị lực và có người đã tử vong. CDC cũng kêu gọi các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và người tiêu dùng ngưng sử dụng nước mắt nhân tạo này. Khuyến cáo được đưa ra trong bối cảnh họ đang điều tra ít nhất 55 trường hợp nhiễm khuẩn ở 12 tiểu bang dẫn đến mất thị lực vĩnh viễn, nhập viện và một trường hợp tử vong. CDC cho biết, hầu hết những người bị nhiễm khuẩn báo cáo đã sử dụng ít nhất một trong số hơn 10 nhãn hiệu nước mắt nhân tạo, trong đó phần lớn bệnh nhân sử dụng sản phẩm của EsriCare. Loại thuốc nhỏ mắt này không chứa chất bảo quản, nghĩa là chúng không có thành phần ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn. Xét nghiệm những chai thuốc nhỏ mắt của EsriCare đã phát hiện vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa kháng kháng sinh carbapenem cũng như các dòng kháng sinh ceftazidime và Cetapam. CDC cho biết vi khuẩn trong các chai đã mở nắp có thể do bị bẩn trong quá trình sử dụng hoặc trong quá trình sản xuất. Việc xét nghiệm các chai thuốc chưa mở vẫn đang được tiến hành. EzriCare có trụ sở tại bang New Jersey, họ cho biết đã ngay lập tức hành động để ngăn chặn mọi hoạt động phân phối hoặc bán thêm nữa nước mắt nhân tạo care trong phạm vi lớn nhất có thể. Chúng tôi đang liên lạc với lại khách hàng để khuyên họ không nên tiếp tục sử dụng sản phẩm này. CDC đã kêu gọi các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngay lập tức ngừng sử dụng nước mắt nhân tạo này. Họ nên cho lời khuyên cho những bệnh nhân sử dụng sản phẩm này để theo dõi các dấu hiệu nhiễm khuẩn. CDC cũng đã khuyên người sử dụng ngừng sử dụng thuốc nhỏ mắt Azure Care và chuyển sang các sản phẩm khác để mà thay thế. Tiếp tục vụ kiện hòa thượng thích nguyên trí, cụ huynh trưởng cho bác Nhã nói rằng chưa bao giờ thấy hòa thượng thích nguyên trí có hành vi xấu. Phiên tòa vụ kiện Hòa thượng Thích Nguyên Trí bị tố cáo sờ mó trẻ em tiếp tục vào ngày thứ tư ngày 1 tháng 2 sau 2 tuần tạm ngưng và lần này có một dân chứng của bên bị đơn ra khai trước tòa rằng ông chưa bao giờ thấy Hòa thượng có hành vi xấu như vậy. Nhân chứng của bên bị đơn là ông Nguyễn Minh Triết từng làm huynh trưởng cho nhóm thanh thiếu niên của chùa Bắc Nhã từ năm 1999 đến năm 2001. Ông nói lần đầu tiên đi chùa Bắc Nhã là vào năm 1992, sau đó gia nhập nhóm thanh thiếu niên của chùa vào năm 1997 lúc 21 tuổi đến năm 1999 ông được chọn làm huynh trưởng cho nhóm thanh thiếu niên của chùa, lúc đó tọa lạc tại đường Sullivan Santa Ana. Đến năm 2001, ông không làm việc cho chùa nữa vì lập gia đình, nhưng đến nay vẫn là một tín đồ của chùa Bát Nhã. Khi được luật sư Kevin O'Connor của bên Nguyên Đơn hỏi về công việc của Hòa Thượng Thích Nguyên Trí có liên quan nhiều đến nhóm thanh thiếu niên hay không, ông Triết nói Hòa Thượng thường đi đến các chùa khác, thậm chí đi tiểu bang khác để tổ chức các lễ hội. Ông Triết nói chùa trên đường Sullivan lúc đó có tổng cộng từ 4 đến 6 hòa thượng và sư cô sống tại chùa và không ai được vào phòng ngủ của họ. Khi được hỏi việc không cho ai vào phòng riêng của hòa thượng hay sư cô có phải là luật lệ của chùa hay không, ông Triết nói đó là điều mà ai cũng biết nhưng không có luật được viết ra rõ ràng. Luật sư O'Connell đã nói rằng ông Triết nộp một bản lời khai cho tòa cho biết là đó là luật của chùa, nhưng bây giờ lại nói đó chỉ là một điều mà không cần nói ai cũng biết. Ông Triết khẳng định lại, đó là một luật lệ không cần phải nói ra, và ông nói chưa bao giờ thấy trẻ em ra vào phòng của các hòa thượng và sư cô trong chùa. Khi luật sư CJ Perl của bên bị đơn hỏi, Ông Triết nói từng tiếp xúc với cô Thi từ năm 1997 đến năm 2001, nhưng không tiếp xúc với cô Tina vì lúc đó cô chưa đủ tuổi để vào nhóm thanh thiếu niên của chùa, chỉ theo chị mình đến chùa. Về chuyện cô Thi bị sờ mó, ông Triết nói chưa bao giờ nhìn thấy chuyện đó xảy ra, cũng như không thấy hòa thượng thích nguyên trí có hành vi xấu. Khi được hỏi sẽ làm gì khi thấy những hành vi như vậy xảy ra trong chùa thì ông Triết nói rằng với tư cách là một Phật tử, ông sẽ báo cảnh sát nếu biết trẻ em bị hãm hại. Trước đó trong phiên tòa ngày 18 tháng 1, cảnh sát viên Alejandro Batida của sở cảnh sát Santa Ana ra trước tòa về những thông tin ông có liên quan đến vụ kiện. Ông nói rằng ông phụ trách những vụ tấn công tình dục trẻ em và công việc gồm có gặp nạn nhân để lấy thông tin, tìm nhân chứng rồi sau đó gặp nghi can. Ông Partida cho biết hai nguyên đơn là cô Thiên Nguyễn và cô Tina Lê báo cảnh sát về những chuyện đã xảy ra vào năm 2017. Một cảnh sát viên lấy thông tin từ họ, sau đó đưa cho ông Partida. Tuy lấy thông tin của hai nguyên đơn vào tháng 3 năm 2017, nhưng đến ngày 3 tháng 11 năm 2021, ông Partida mới gặp hòa thượng Thích Nguyên Trí tại nhà trên đường số 5 để lấy thông tin. Ông cho hay hòa thượng nói không nhớ gì về những chuyện như sờ mó và cho trẻ em ngồi trên đùi lúc giảng kinh, chỉ nói ông nhớ cho trẻ em ngồi cạnh. Cô Tina Lê cũng từng đến chùa Bắc Nhã vào năm 2017 để gặp hòa thượng thích nguyên trí và hỏi ông về những chuyện từng xảy ra và ông chỉ trả lời đã lớn tuổi nên không nhớ. Về lần gặp mặt cô Tina lúc đó, hòa thượng nói với cảnh sát viên Partida, ông không nhớ có gặp cô hay không. Hòa thượng còn nói không nhớ cô Thi Nguyễn vì đã quá lâu rồi. Trở lại phiên tòa vào ngày thứ Tư ngày 1 tháng 2. Chánh án Craig Griffin cho biết lời khai của cô Canilla Costa vào ngày 17 tháng 1 sẽ được dùng làm bằng chứng vì chứng minh được ý định trong những lời khai của cô Tina. Theo đài truyền hình ABC7, hôm 7 tháng 12 năm 2022, cô Thiên Nguyễn và cô Tina Lê nộp đơn tố cáo hòa thượng thích nguyên trí sợ mó và tấn công tình dục họ lúc còn nhỏ từ năm 1997 đến năm 2008 vì muốn công chúng biết được những gì họ phải chịu đựng trong nhiều năm. Ngoài vai trò viện chủ chùa Bắc Nhã, Hòa thượng Thích Nguyên Trí còn là phó chủ tịch nội vụ Hội đồng điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Hoa Kỳ. Người đi xe đạp bị đụng rồi bị đâm chết ở Denapol, California. Một người đi xe đạp ở trên thiệt mạng sau khi bị chiếc xe hơi tông rồi bị tài xế chiếc xe đó đâm vào chiều ngày thứ tư ngày 1 tháng 2. Người đi xe đạp bị chiếc Lexus màu trắng tông tại ngã tư đường Crown Valley Parkway với Pacific Coast Highway khoảng 3 giờ chiều. Trung sĩ Michael Woodruff của Sở Cảnh sát Orange County loan báo cho biết, sau đó tài xế chiếc Lexus đã xuống chiếc xe tấn công người đi xe đạp, nhân chứng cho cảnh sát hay. Xe hơi tới gần người đi xe đạp ở ngã tư này ông ông ta khiến ông ta văng xuống đường ông Woodruff cho biết lúc đó nghi can lái xe vòng quanh nạn nhân xuống xe quay trở lại tiếp tục tấn công nạn nhân tài xế chiếc xe Lexus có con dao theo một người chỉ huy của cảnh sát cho biết nạn nhân được đưa đi bệnh viện nhưng đã qua đời nhiều người chứng kiến vụ tông và tấn công này và vài người trong số đó giữ tài xế chiếc xe Lexus cho khi cảnh sát đến hiện trường và cũng chưa có thông tin về lý do tài xế xe Lexus tấn công người đi xe đạp. Chiếc xe đạp bị bẹp dúm, nóng bảo hiểm và dài nằm vương vãi tại hiện trường. Chiếc Lexus bị bảy kiến trắng gió. Đường xá xung quanh hiện trường bị chặn bởi cảnh sát điều tra vào tối ngày thứ Tư. Theo sở cảnh sát của Orange County, người đi xe đạp sau đó được xác định là Michael Memon, 58 tuổi. Chiếc Lexus màu trắng đâm từ phía sau và sau vụ va chạm, người lái xe Lexus đã ra khỏi xe và tấn công người đi xe đạp với một con dao. Các nhân chứng cho biết nghi phạm đã đánh người đi xe đạp và đâm nạn nhân ít nhất một nhát vào lưng. Nghi phạm sau đó được cho là đã rút súng và bắn nhiều phát trước khi hai người qua đường tước vũ khí. Nghi phạm sau đó được nhà chức trách xác định là Van Roy E. Van Smith, 39 tuổi ở Long Beach, đã bị những người ngoài cuộc bắt giữ và sau đó đã bị tạm giữ tại nơi anh ta bị buộc tội giết người. Một con dao được cho là dùng trong vụ tấn công đã tìm thấy được tại hiện trường văn phòng cảnh sát trưởng vẫn chưa cho biết liệu khẩu súng đã được thu hồi hay chưa các quan chức cho biết dường như không có mối liên hệ nào giữa nghi phạm và nạn nhân Memon là một bác sĩ tại bệnh viện Providence Mission Laguna Beach. Bệnh viện đã tuyên bố chúng tôi vô cùng sửng sốt trước thảm kịch tàn khốc này. Toàn bộ gia đình bệnh viện Mission đang đau buồn trước sự ra đi của một vị bác sĩ, một người bạn tuyệt vời. Chúng tôi sẽ tôn vinh sự cống hiến của bác sĩ Memon cho cộng đồng và niềm đam mê y học của chúng ta bằng cách tiếp tục cung cấp những dịch vụ chăm sóc đặc biệt. Bất cứ ai có thông tin được khuyến khích liên lạc với sở cảnh sát với số điện thoại 714 288 6740 hoặc 1855 tip OCCS. Một tiệm vàng ở Falls Church, khu Eden Center bị cướp 100.000 đô la. Một vụ cướp có vũ khí lấy đi 100.000 đô la trang sức từ một cửa tiệm Eden Center ở Fortress đang được cảnh sát điều tra. Vụ cướp có vũ khí xảy ra vào khoảng 12 giờ 50 phút trưa thứ Sáu tuần trước tại Princess Diamonds, số 6757 Suite 12 đường Wilson Boulevard tại khu Eden. Cảnh sát cho biết ba nghi can có liên quan, trong đó có một người chĩa súng vào một nhân viên và một người khác dùng búa để đập vỡ các tủ trưng bày và lấy đi nữ trang. Các nghi can đã bỏ chạy trốn trên một chiếc xe Mercedes-Benz màu đen. Ba nghi can là những người đàn ông cao khoảng 6 feet, đeo mặt nạ trượt tuyết, che gần hết khuôn mặt. Hai người mặc áo khoác mùa đông màu đen, một người khác mặc áo mùa đông màu xám, có sọc đỏ và xanh trước ngực. Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy các nghi phạm đã được cảnh sát thành phố Farnsworth công bố. Bất cứ ai có thông tin về sự việc nói trên có thể liên lạc với số điện thoại 703-248-5284. Đây là một cái khu thương mại rất là lớn của người Việt, Việt mình. Nam ở khu vực Virginia, thưa quý vị. À, khu Eden thì rất là nổi tiếng. Tất cả những người khi mà đến uh, Virginia thì ai cũng đến khu Eden này. Rất là nhiều những cửa tiệm người Việt. Nổi tiếng giống như là Phước Lộc Thọ ở miền Nam California, thưa quý vị. Và rất là nhiều món ăn ngon. Tinh từ Vermont, hai đội bóng rổ trường trung học giao đấu. Khán giả ẩu đả là một khán giả 60 tuổi thiệt mạng. Cuộc ẩu đả nổ ra giữa những khán giả tại một trận đấu bóng rổ của trường trung học ở phía bắc Vermont và một người đàn ông 60 tuổi tham gia vào cuộc ẩu đả đã thiệt mạng. Vệ binh quốc gia đã được gọi đến Albert Community Education Center là trung tâm giáo dục cộng đồng trước 7 giờ tối ngày thứ Ba sau khi có báo cáo về vụ ẩu đả lớn. Có sự tham gia của khán giả trong trận đấu bóng rổ nam sinh lớp 7 và lớp 8 giữa Albert và St. Albans. Trận chiến kết thúc trước khi những người lính đến và nhiều người tham gia đã rời đi. Cảnh sát nói rằng ông Russell Zirut, cư dân của Albert, đã bị thương và thiệt mạng sau khi nhập viện ở Northwestern Medical Center. Wisconsin thẩm phán cho xúc tiến vụ kiện tay súng Kyle Rittenhouse bắn chết người biểu tình hồi năm 2020. Một thẩm phán liên bang ở Wisconsin đã ra phán quyết vào ngày thứ Tư rằng một vụ kiện về cái chết oan uổng do cha của một người đàn ông bị Kyle Rittenhouse bắn chết trong cuộc biểu tình hồi năm 2020 có thể ra tòa xét xử, chống lại Rittenhouse, một số cảnh sát và những người khác. Cha của Anthony Huber, một trong hai người đàn ông bị Rittenhouse bắn chết, đã đệ đơn kiện hồi năm 2021, cáo buộc các quan chức đã để xảy ra tình huống nguy hiểm, vi phạm quyền hiến định của con trai ông và dẫn đến cái chết của con ông. Cha của Anthony Huber, John Huber cũng cáo buộc rằng Rittenhouse 17 tuổi vào thời điểm xảy ra vụ xả súng đã âm mưu với cảnh sát để gây hại cho những người biểu tình. John Huber đang tìm kiếm những thiệt hại không xác định từ các quan chức thành phố, cảnh sát và Rittenhouse. Thẩm phán Lynn Aderman vào ngày thứ Tư đã bác bỏ các đơn xin bỏ qua vụ kiện, đệ trình bởi Rittenhouse và các quan chức bị kiện. Khi cho phép xúc tiến vụ kiện chống lại Rittenhouse và các quan chức, Thẩm phán nói rằng cái chết của Anthony Hubbard có thể coi là do hành động của các quan chức bị cáo gây ra. Luật sư Sean Martin của Rittenhouse cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, điều quan trọng cần lưu ý là phán quyết không đề cập đến giá trị đúng sai của sự việc. Phán quyết chỉ cho phép vụ kiện tiến hành giai đoạn tiếp theo. Texas bảo băng giá làm cúp điện nhiều nơi, đường đóng băng, 7 người thiệt mạng. Có 7 người đã thiệt mạng vì trận bão băng giá tấn công Texas và gây ra hơn 400.000 ngôi nhà bị cúp điện trên toàn tiểu bang. Cơn bão đã gây ra tình trạng mặt đường đóng băng, gây nguy hiểm cho các xe chạy trên đường băng. Có 3 người đàn ông chết vào ngày thứ Tư, ngày 1 tháng 2, sau khi xe của họ gặp nạn trên một con đường băng giá. Trước đó, một người phụ nữ 49 tuổi đã chết vào ngày thứ Hai khi bà bị lạc tay lái và tông xe vào gốc cây vì đường đóng băng. Tương tự, một người đàn ông 45 tuổi cũng đã thiệt mạng sau khi bị văng ra khỏi xe sau khi gặp nạn trên cầu vượt đóng băng. Một người khác thiệt mạng trong tai nạn dính chùm 10 chiếc xe hơi ở Austin vào ngày thứ Ba. Cơn bão cũng đã đóng băng việc đi lại trong khu vực. Hơn 250 chuyến bay, tương đương gần 30% đã bị quỷ vào ngày thứ Năm từ phi trường quốc tế Dallas-Fort Worth. Có tới 3 phần tư chuyến bay từ phi trường này đã bị quỷ hôm thứ Tư và hơn 60% đã bị quỷ vào hôm thứ Ba, Tình trạng cúp điện cũng đã gia tăng trên toàn tiểu bang Texas trong suốt cả tuần. Hầu hết cúp điện xảy ra ở các quận phía đông và trung tâm Texas. Một nữ nghị viên bị bắn thiệt mạng trên xe bên ngoài nhà ở New Jersey. Nghị viên thành phố tại tiểu bang New Jersey đã bị bắn chết bên ngoài nhà của bà vào tối ngày thứ tư, sở cảnh sát cho biết. Eunice Tramfor, 30 tuổi, được tìm thấy với nhiều vết thương do đạn bắn trong chiếc xe hơi dường như đã gặp tai nạn vào khoảng 7 giờ 22 phút tối. Trumpfor dường như là mục tiêu tính sẵn của vụ tấn công này, nhưng chưa có động cơ nào được xác định và cũng chưa ai bị bắt vào sáng ngày thứ năm. Cảnh sát đang điều tra như một trường hợp sát nhân. Chiếc xe SUV Nissan màu trắng của bà được kéo đi khỏi hiện trường trong đêm. Bà Trumpfor đã được bầu vào hội đồng thành phố Carrollville với tư cách là đảng viên Đảng Cộng hòa vào năm 2021 và bắt đầu làm việc vào năm ngoái. Đảng dân chủ của California cam kết thông qua luật kiểm soát súng mới. Đảng Dân Chủ California ngày thứ Tư tuyên bố sẽ ban hành luật mới nhằm bảo vệ luật súng tiểu bang khỏi các thách thức pháp lý từ phe bảo thủ, vài ngày sau khi hai vụ nổ súng hàng loạt khiến cho 18 người thiệt mạng xảy ra tại tiểu bang, theo Reuters, dự luật kiểm soát súng mới sẽ nâng độ tuổi mà chủ sở hữu súng có thể nộp đơn xin giấy phép mang theo vũ khí có thể giấu trong người, tăng yêu cầu đào tạo để xin giấy phép và cấm uống rượu khi mang theo vũ khí giấu trong người. Luật cũng sẽ chỉ định các khu vực nhạy cảm trong phi trường và xung quanh các trường học, những nơi người dân không thể mang theo súng. Vào năm ngoái, tối cao pháp viện đã hủy luật cấm mang súng giấu kính của New York và mở rộng quyền sử dụng súng. Ông Rob Bonta, Bộ trưởng Tư pháp California, một nhà lập pháp đảng Dân Chủ cho biết dự luật được soạn thảo để tuân thủ quyết định của tối cao pháp viện và có thể chiến thắng những thách thức pháp lý. Phía chủ sở hữu súng và những người ủng hộ quyền sử dụng súng đã thách thức các luật kiểm soát súng cấp tiểu bang và liên bang. Bên cạnh đó, theo ông Gavin Newsom thống đốc của California, thừa nhận rằng dự luật mới này sẽ không ngăn được các vụ nổ súng hàng loạt tương tự với hai vụ ở Monterey Park và Half Moon Bay vào tháng trước. Đồng thời cho biết là dự luật này không được công bố để đối phó với những trường hợp đó. Nhưng ông Newsom nói rằng cùng với các luật kiểm soát súng khác, luật này sẽ góp phần tiếp tục làm giảm tỷ lệ bạo lực súng đạn vốn đã rất thấp ở California. Nhiều dân biểu Đảng Cộng hòa mở hồ sơ luận tội để cắt chức Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas. Một nhóm dân biểu Đảng Cộng hòa đã công bố các điều khoản luận tội vào ngày thứ tư chống lại Alejandro Mayorkas, Bộ trưởng An ninh Nội địa, về cách giải quyết biên giới phía Nam của ông, khởi động một quy trình hiếm hoi được sử dụng thành công lần cuối đối với một quan chức nội các gần 150 năm trước. Mayorkas từ lâu đã bị đảng Cộng hòa chỉ trích về làn sóng nhập cư từ biên giới Mexico. Dân biểu Andy Biggs, người đưa ra bản văn luận tội nói rằng những gì chúng ta đang thấy là sự phá hủy có hệ thống tính toàn vẹn về địa lý của Hoa Kỳ. Chúng ta không kiểm soát biên giới phía nam của mình, nó được kiểm soát bởi các băng đảng ma túy tội phạm của Mexico. Đây là cố gắng lần thứ hai của ông để luận tội Mayorkas sau cố gắng ban đầu vào năm 2021 khi đảng Dân Chủ vẫn nắm quyền kiểm soát Hạ Viện. Chủ tịch Hạ Viện đảng Công hòa ông Kevin McCarthy đang chịu áp lực từ phe cực hữu trong việc đưa nghị quyết luận tội ra sàn để bỏ phiếu. Trong lịch sử, chỉ có một bộ trưởng bị luận tội, đó là bộ trưởng chiến tranh William Belknap vào năm 1876. Ông được Thượng viện tha bổng. Không có khả năng ông Mayukas bị kết tội và cách chức trong phiên tòa diễn ra tại Thượng viện, nơi do đảng Dân Chủ kiểm soát. Ông Kevin McCarthy có hy vọng đạt được thỏa hiệp sau khi gặp Tổng thống Joe Biden để bàn về mức trần nợ. Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy vào ngày thứ tư ngày 1 tháng 2, sau khi rời bàn họp với Tổng thống Joe Biden, tỏ vẻ lạc quan về cơ hội đạt được thỏa thuận giữa Tòa Bạch ốc và Hạ viện để tránh tình trạng vỡ nợ của chính phủ, mặc dù chưa bên nào đưa ra bất cứ lời cam kết có một điều tôi chắc chắn là khoản nợ của chúng ta quá lớn, chính phủ của chúng ta đang lãng phí tiền bạc và tất cả chúng ta phải cùng nhau thảo luận những vấn đề này theo cách có trách nhiệm để đưa chúng ta vào một con đường cân bằng giúp củng cố triển vọng của nước Mỹ trong thế kỷ tới. Tôi vừa rời đi sau cuộc trò chuyện kéo dài một tiếng đồng hồ với Tổng thống mà theo quan điểm của tôi, tôi bảo đảm với quý vị rằng đó là một cuộc trò chuyện tuyệt vời. Không có thỏa thuận, không có lời hứa nào ngoại trừ việc chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc chuyện trò này. Ông McCarthy nói, ông đã thừa nhận rằng cả hai vẫn chưa tiến gần đến một thỏa thuận. Chúng tôi có quan điểm khác nhau, nhưng cả hai chúng tôi đều đưa ra một số tầm nhìn về mục tiêu chúng tôi muốn đạt được. Và tôi tin rằng sau một thời gian, chúng tôi có thể tìm thấy tiếng nói chung. Ông McCarthy đã nói với các ký giả tại Tòa Bạch Ốc. Và tôi nghĩ rằng có một cơ hội để đi đến một thỏa thuận cho cả hai bên ông mccarthy hy vọng ông và tổng thống joe biden có thể đạt được một thỏa thuận sớm hơn tôi đã nói với tổng thống rằng tôi muốn xem liệu chúng tôi có thể đi đến một thỏa thuận trước thời hạn hay không để chúng tôi có thể bắt đầu làm những việc khác để đạt được mục tiêu đó ông mccarthy cho biết ông sẽ tìm cách thỏa hiệp thông qua thảo luận và đàm phán tôi nghĩ đây chính xác là cách mà chính phủ mỹ được thành lập bởi vì quý vị phải tìm ra một sự thỏa hiệp người dân mỹ đã quyết định chọn đảng cộng hòa để nắm quyền kiểm soát hạ viện đảng dân chủ đang chiếm đa số nhỏ tại thượng viện và đảng dân chủ có một tổng thống tuy nhiên tất cả chúng ta đều là người mỹ tất cả chúng ta phải làm việc cùng nhau tổng thống joe biden tuyên bố tổng thống đã mô tả việc tăng trần nợ như một yêu cầu không thể thương lượng để duy trì sự toàn vẹn và ổn định của nền kinh tế hoa kỳ trong khi một số đảng viên đảng công hòa lập luận rằng bất cứ cuộc bỏ phiếu nào để tăng trần nợ nên bao gồm việc cắt giảm chi tiêu của chính phủ ông McCarthy dường như loại bỏ ý tưởng thỏa hiệp được đề nghị mà trong đó quốc hội sẽ bỏ phiếu tăng giới hạn nợ, nhưng đổi lấy việc thành lập một quỹ ban nghiên cứu về các cách hạn chế chi tiêu. Cuộc họp đánh dấu lần đầu tiên trong quá trình dài dự kiến sẽ kết thúc vào đầu mùa hè. Chính phủ đang trên đà vỡ nợ sớm nhất vào tháng 6 nếu quốc hội không nâng giới hạn nợ. Điều này có thể khiến cho nền kinh tế Hoa Kỳ và toàn cầu lao dốc. Tổng thống Joe Biden đã phản bác những lập luận của đảng Cộng hòa qua việc nhấn mạnh chính quyền trước đã làm gia tăng hàng ngàn tỷ đô la vào mức thăm hụt liên bang trong 4 năm nắm quyền. Và ông cho biết trong 2 năm vừa qua, chính quyền ông đã giảm thâm hụt khoảng 1 ngàn tỷ đô la. Con trai tổng thống Biden, Hunter Biden, muốn điều tra cộng sự của cựu tổng thống Donald Trump. Luật sư của ông Hunter Biden vừa gửi thư yêu cầu Bộ Tư pháp điều tra các cộng sự thân cận với cựu tổng thống Trump có liên quan đến vụ rò rỉ thông tin máy tính năm 2019. Theo AP vào ngày 1 tháng 2, luật sư riêng của ông Hunter Biden là con trai của Tổng thống Joe Biden đã gửi thơ yêu cầu Bộ Tư pháp điều tra các cộng sự thân cận của cựu Tổng thống Trump. Theo nội dung bức thư, những người này đã truy cập và phát tán dữ liệu riêng từ một máy tính sắp tay bỏ quên tại một cửa tiệm sửa chữa máy tính ở Delaware vào năm 2019 và chiếc máy tính này được cho là của ông Hunter Biden, theo AP. Bức thư được luật sư Abe Lowell viết yêu cầu điều tra ông Steve Bannon, cựu chiến lược gia của cựu tổng thống Trump và ông Rudy Giuliani, luật sư lâu năm của ông Trump. Ngoài ra, luật sư riêng của ông Giuliani và John Paul McIsaac, chủ cửa hàng máy tính ở Wilmington, cũng bị ông Lowell yêu cầu điều tra. Ở thời điểm đó, ông McIsaac đã nói rằng ông Hunter Biden đã bỏ lại máy tính sách tay tại cửa hàng vào tháng 4 năm 2019, nhưng không bao giờ quay trở lại. Bức thư trích lời nói của ông Mark Azad thừa nhận ông đã xem tài liệu riêng tư và nhạy cảm từ máy tính sách tay của ông Hunter, bao gồm tập tin có tiêu đề là Income PDF. Ông đã gửi bản sao dữ liệu máy tính cho Robert Costello, luật sư của ông Giuliani. Trong một bức thư riêng, các luật sư của ông Hunter Biden cũng đã yêu cầu người dẫn chương trình Tucker Carlson của Fox News xin lỗi và rút lại lời tuyên bố được cho là sai sự thật và phỉ bán về ông Hunter trên sóng truyền hình. Lời tuyên bố bao gồm ngụ ý ông Hunter có quyền truy cập trái phép vào các tài liệu mật được tìm thấy tại nhà riêng của tổng thống Joe Biden. Yêu cầu điều tra hình sự này được đưa ra khi ông Hunter Biden phải đối mặt với cuộc điều tra trốn thuế của Bộ Tư pháp Mỹ. Các công tố viên Mỹ chưa cho biết sẽ mở một cuộc điều tra hay thực hiện bất cứ hành động nào khác. Tuy nhiên, yêu cầu này thể hiện sự thay đổi trong chiến lược và phản ứng của Hunter Biden cùng đội ngũ pháp lý sau nhiều năm bị các quan chức Đảng Cộng hòa và giới truyền thông tấn công. Chân dung cố nữ hoàng Anh sẽ không còn xuất hiện trên tờ tiền 5 đô la của Úc. Cố nữ hoàng Elizabeth đệ nhị sau này sẽ không còn xuất hiện trên tờ 5 đô la của Úc nữa mà thay vào đó, một thiết kế mới tôn vinh văn hóa và lịch sử của những người Úc đầu tiên, một thuật ngữ để chỉ người bản địa Úc sẽ thay thế cho vị quân chủ này. Tờ 5 đô la của nước Úc có hình nữ hoàng quá cố kể từ năm 1992 và dự định sẽ được thay thế bằng con trai của bà, vua Charles Đệ Tam. Tuy nhiên vào ngày 2 tháng 2, Ngân hàng Dự trữ Úc đã thông báo về việc thay đổi. Ngân hàng Dự trữ quyết định tờ 5 đô la để có một thiết kế mới tôn vinh văn hóa và lịch sử của những người Úc đầu tiên. Thiết kế mới này sẽ thay thế bức chân dung của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Mặt kia của tờ tiền vẫn có hình quốc hội Úc, Ngân hàng cho biết trong một tuyên bố. Hội đồng Ngân hàng Dự trữ đưa ra quyết định này sau khi tham khảo ý kiến với chính phủ Úc. Chính phủ ủng hộ sự thay đổi này ngân hàng sẽ thảo luận với các đại diện của người bản địa Úc. Thiết kế mới này sẽ mất vài năm để hoàn tất và in ấn. Trong thời gian chờ đợi thì tờ tiền 5 đô la hiện tại vẫn tiếp tục được phát hành. Tờ tiền này vẫn có thể được sử dụng ngay cả sau khi tiền mới được phát hành. Tờ 50 đô la hiện tại đã có hình người đàn ông bản địa nổi tiếng David Uniapen, một tác giả, một nhà hoạt động, nhà nhạc sĩ và nhà thuyết giáo. Bộ trưởng Ngân Khố thuộc đảng lao động Jim Chalmer đã ủng hộ hành động này, gọi đây là cơ hội để đạt được sự cân bằng tốt. Tôi ủng hộ quyết định của Ngân hàng Dự trữ Độc lập nhằm bảo đảm cho tờ 5 đô la mới công nhận và tôn vinh văn hóa và lịch sử của người Úc bản địa. Tuy nhiên, lãnh đạo phe đối lập liên bang Peter Dutton cho biết hành động này phù hợp với những lời kêu gọi thay đổi ngày tháng của ngày quốc khánh Úc. Tôi biết phe đa số vốn ít lên tiếng, không đồng tình với nhiều điều vô nghĩa, thức tỉnh đang diễn ra, nhưng chúng ta phải nghe nhiều hơn từ những người đó ở trên mạng. Ông nói với một đài radio vào ngày 2 tháng 2 Ông cho rằng Thủ tướng Anthony Albanese là trung tâm của quyết định này và thúc giục Thủ tướng thẳng thắn về điều đó. Nếu đây là quyết định mà họ đã đưa ra thì hãy thừa nhận nó, chỉ cần chịu trách nhiệm rồi dơ tay lên và nói rằng đây là lý do chúng tôi đưa ra quyết định đó. Tôi nghĩ đây là một cuộc tấn công khác nhằm vào các hệ thống quyền lực của chúng ta, vào xã hội của chúng ta và vào các thể chế của chúng ta. Đây là một cuộc tấn công vào quốc ca, quốc kỳ, tên tuổi nước Úc như chúng ta đang thấy ở những nơi khác trên thế giới. Vì vậy tôi chỉ nghĩ rằng quý vị phải đứng lên và nhiều người Úc hơn nữa phải được lắng nghe. Bắc Hàn tuyên bố các cuộc tập trận của Hoa Kỳ đẩy mạnh tình hình căng thẳng gia tăng đến lằn ranh đỏ. Bộ Ngoại giao Bắc Hàn vào ngày thứ Năm ngày 2 tháng 2 cho biết các cuộc tập trận của Mỹ và các đồng minh đã đẩy tình hình đến lằn ranh đỏ và đe dọa biến bán đảo này thành kho vũ khí chiến tranh khổng lồ và một vùng chiến quan trọng hơn tuyên bố do hãng thông tấn nhà nước kcna đăng tải nêu rõ bắc hàn không quan tâm đến việc đối thoại khi mỹ vẫn còn theo đuổi các chính sách thù địch hãng tin reuters cho biết tại washington tòa bạch ốc đã bác bỏ tuyên bố của bắc hàn và nhắc lại việc sẵn sàng gặp gỡ các nhà ngoại giao bắc hàn vào thời gian và địa điểm thuận tiện cho họ Tuyên bố của Bắc Hàn đã trích dẫn chuyến thăm show tuần này của ông Lloyd Austin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Ông Austin đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng của Đại Hàn vào ngày thứ Ba 31 tháng 1, tuyên bố sẽ mở rộng các cuộc tập trận quân sự và cho thêm những tài sản chiến lược, chẳng hạn như hàng không mổ hạm và oanh tạc cơ tầm xa để chống lại sự phát triển vũ khí của Bắc Hàn và ngăn chặn chiến tranh. Tuyên bố này bổ sung rằng Bắc Hàn sẽ đáp trả bất cứ hành động quân sự nào của Hoa Kỳ và đưa ra các chiến lược phản ứng mạnh mẽ, bao gồm cả lực lượng nguyên tử áp đảo nhất nếu cần thiết. Hơn 28.500 binh sĩ Hoa Kỳ đang đóng tại Đại Hàn, như một di sản của cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1950 năm 1953, vốn kết thúc bằng hiệp định đình chiến, không phải hiệp ước hòa bình. Tin Việt Nam, nữ Việt kiều Mỹ bị một người tình trẻ tống tiền hơn 100 lần bằng clip nóng quay lại những video nóng của người tình Việt Kiều để rồi dùng công cụ tống tiền liên tục, một người đàn ông quê ở Quảng Trị đã bị đội cảnh sát hình sự công an của quận Gò Vấp Sài Gòn bắt quả tang. Theo bài báo trong nước, cục cảnh sát điều tra công an quận Gò Vấp đang làm hồ sơ chuyển giao nghi can Võ Văn Hùng 34 tuổi, quê ở Quảng Trị cho công an ở Sài Gòn để xử lý về tội cưỡng đoạt tài sản qua điều tra ban đầu khoảng tháng 10 năm 2020 hùng làm quen với bà nts 45 tuổi là quốc tịch mỹ qua mạng xã hội sau đó hùng vào nick nem zalo facebook để trò chuyện với bà s sau một thời gian trò chuyện hùng và bà s đã phát sinh tình cảm và chat với nhau qua những lời lẽ hình ảnh nhạy cảm thời điểm đó ông ta đã bí mật quay lại các clip nóng của người tình đến tháng 12 năm 2021 do thiếu tiền tiêu xài Hùng đã nảy sinh ý định tống tiền người phụ nữ. Sau đó, ông ta gửi cho bà S những hình ảnh tấm khỏa thân, những video chat hình ảnh nhạy cảm của chính bà và yêu cầu phải chuyển tiền. Khi bà không đồng ý, Hùng đe dọa sẽ gửi những hình ảnh nóng trên mạng cho bạn bè cũng như người thân của bà S. Do lo sợ những hình ảnh clip nóng của mình bị rò rỉ, Nạn nhân đã hơn 100 lần chuyển tiền cho nghi Can Hùng, tổng cộng là 1,4 tỷ đồng, là khoảng gần 60.000 đô la và 16.000 đô la. Chưa thỏa mãn, gần đây tên Hùng đã yêu cầu bà S chuyển thêm 30 triệu đồng nữa, là khoảng 1.300 đô la, và kêu bà về Việt Nam để mặc quan hệ. Vào 6 giờ chiều ngày 1 tháng 2, thì Hùng đã từ Quảng Trị bay vào Sài Gòn, hẹn gặp nạn nhân tại một quán cà phê ở phường 10 quận Gò Vấp để nhận tiền, đồng thời phải đến khách sạn gần đó để mà tâm sự. Nhận được tin báo, công an quận Gò Vấp đã chờ sẵn. Khi Hùng đang nhận tiền thì công an ập vào bắt quả tang. Kiểm tra trên người Võ Văn Hùng, công an thu giữ chiếc điện thoại bên trong chứa nhiều hình ảnh và clip nóng của bà S mà Hùng đã sử dụng để đe dọa và tống tiền bà. Thưa quý vị, bản tin chính đã xong. Bây giờ là phần giải trí. rồi chiều thứ năm long muốn gì đây <laughs> muốn nghe kể chuyện vui đi cái chuyện vui hả à có chuyện gì vui không có chuyện vui không ta chuyện, suy nghĩ chuyện gia đình chẳng hạn à, có chuyện có chuyện này luôn <laughs> vợ chồng chuyện mới chuyện mới hả ừ hai vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau cô vợ kể cho ông chồng nghe anh biết không ngày hôm qua đó lúc mà em dẫn con đi sở thú chơi đó có một chuyện khủng khiếp xảy ra ông chồng hỏi chuyện gì vậy em có một con sư tử không biết làm sao mà nó sống chuồng em sợ quá em mới đẩy con ra ngoài sau em đứng đó mặt với nó luôn đúng lúc đó đúng đúng lúc mà nó chuẩn bị nó nhảy vô người của em á thì á ông chồng hồi hộp nói thì sao em thì sao em thì thì đúng lúc á người nhân viên trong sở thú nắm đầu con sư tử lôi đi ông chồng mới thơ thì hờ hên cho con sư tử quá chứ mà nó gặp em là nó chết từ chết tới bị thương chứ không bình thường đâu dữ hơn sư tử nữa mà hả ừ hả không có thì không? đúng không nó vậy đâu sư tử nó giữ cỡ nào sư tử là chúa tải sơn lâm mà con sư tử nó phải sợ vợ có nghĩa là vợ nó dữ hơn <cười> 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 hả Ok, ngày hôm nay Lộc và Lân kính gửi quý vị một số thông tin và nụ cười nhỏ nhỏ. Kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Lan Lộc cảm ơn quý vị rất nhiều đã yêu thương và chia sẻ cho chương trình của Lan và Lộc. Luôn mong nhận được like, share, subscribe và view từ quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.